Xin chào các bạn đã đến với Hôm nay có gì hot ngày 29 tháng 8 và đây là những thông tin hot nhất trong ngày mà bạn không thể bỏ qua. Ngày hôm nay tràn ngập Facebook và các mặt báo là những hình ảnh và bài viết liên quan đến Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Bên cạnh những dòng status, comment, hình ảnh chúc mừng, cũng có những người đã lợi dụng tên tuổi của tân hoa hậu để trục lợi cho mình. Chỉ vài tiếng sau khi đăng quang, tên miền domylinh.vn cũng đã nhanh chóng bị đăng ký. Chủ nhân của tên miền này đã hồ hởi chia sẻ lên Facebook thành quả của mình và cũng không quên đánh tiếng với Hoa hậu rằng hãy liên hệ để có được tên miền đẹp. Chưa rõ khoản đầu tư gần 1 triệu đồng cho tên miền này có đem lại kết quả gì cho anh hay không, chỉ biết rằng khi thử truy cập vào một số website như là nguyencaothyduyen.vn hay là đặngthuthảo.vn thì đều báo lỗi không tồn tại. Một chiêu trò khác thường thấy mỗi khi có một nhân vật bỗng chốc nổi danh đó là tạo fanpage Facebook cũng tiếp tục bị lợi dụng. Sau khi đăng quang, hàng loạt fanpage và profile Facebook giả mạo Hoa hậu Mỹ Linh đã được lập. Trong thời điểm vàng thau lẫn lộn thì Hoa hậu của chúng ta lại quyết định khóa tài khoản Facebook cá nhân của chính mình do không chịu nổi áp lực từ dư luận. Trước thềm Apple Watch 2 sắp ra mắt trong tháng 9, nhà bán lẻ Best Buy tại Mỹ đã quyết định giảm giá sốc cho chiếc Apple Watch thế hệ đầu tiên. Từ mức giá khởi điểm là 349 đô la Mỹ hồi ra mắt năm ngoái, giờ đây Apple Watch Sport phiên bản 38mm chỉ có giá từ 180 đô la Mỹ, tương đương với 4 triệu đồng. Hay phiên bản Apple Watch vỏ thép cũng chỉ có giá 289 đô la Mỹ, quá hấp dẫn phải không các bạn? Chi tiết về đợt giảm giá này của Best Buy, các bạn có thể truy cập đường link ở bên dưới nhé. Đương nhiên, với việc Best Buy chỉ bán tại Mỹ, bạn sẽ cần phải nhờ người nhà sống tại đây xách tay về hoặc sử dụng các dịch vụ ship hàng từ Mỹ về Việt Nam. Còn ai nhớ Bphone không? Tưởng rằng mọi hy vọng dành cho Bphone thế hệ thứ 2 đã vụt tắt thì mới đây, đại diện của BKAV đã khẳng định trên fanpage chính thức của mình rằng Bphone 2 sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sau khi bị giới truyền thông dò ngó, BKAV đã chỉnh sửa comment này thành sẽ ra mắt trong thời gian tới. Mặc dù Bphone 2 có thể sẽ không ra mắt trong năm nay, nhưng ít nhất chúng ta có thể tin rằng BKAV vẫn đang trong quá trình phát triển thế hệ tiếp theo của chiếc smartphone thuần Việt. Sau thất bại của Bphone thế hệ đầu tiên, theo các bạn thì BKAV có nên tiếp tục ra mắt Bphone 2 hay không? Samsung là một trong những nhà sản xuất hiếm hoi vẫn chưa từ bỏ những chiếc điện thoại nắp gập trong kỷ nguyên người người cảm ứng, nhà nhà cảm ứng. Mới đây, hình ảnh của chiếc smartphone nắp gập Galaxy Fold 2 đã bị rò rỉ trên mạng Internet. Máy có thiết kế đậm chất Quixote với màu vàng thời thượng, nhưng cấu hình bên trong thì lại hết sức bình dân với chip Snapdragon 425, RAM 2GB, màn hình 3,8 inch, độ phân giải 480x800, bộ nhớ trong 16GB, bộ đôi camera 8MP và 5MP và pin chỉ 1950mAh. Có lẽ với cấu hình như thế này, Galaxy Fold 2 sẽ có giá bán không cao và là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những ai thích thể hiện cá tính độc đáo của mình hay chỉ đơn giản là một món quà ý nghĩa dành cho các bậc cha mẹ, ông bà vốn không quen dùng các máy cảm ứng. Và vừa rồi cũng là tin tức cuối cùng trong Hôm nay có gì hot của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục vào ngày mai và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye!